quan trọng là anh vẫn làm theo ý của anh. Nãy giờ chị gắm nhắc vậy thôi với anh Kayo làm theo đuổi của anh. Làm gì kệ anh à. Em nhờ anh canh hai bạn giùm em nha. Nhưng mà bạn này bạn nói một mình thôi nên là cũng không gắm được. Mà thiên vị. Là vừa làm vừa liếc trộm sang bên kia. What? Ồ, ở nhà này có gừng luôn. Cái nguyên liệu nó có thể là tạo nên cái mùi nồng nàn hơn. Hơi hít vô cái là đổ mồ hôi liền, giải cảm. Anh này dùng nấu nước làm gì nhỉ? Anh muốn hấp trước xong rồi anh mới nướng à. Đi hấp đi rồi hãy làm cái đó sau. Kêu kêu hứa giận luôn rồi, trực tiếp luôn rồi. Kêu có thể bỏ đường với muối vô để cho nó không bị văng ra bên ngoài. Theo như những gì mà Lập được biết á, thì thịt cá là một trong những loại thịt nó rất là khó thấm gia vị lắm. Đó là cái việc mà mình ướp những cái nguyên liệu này làm sao cho thịt cá nó mặn nồng, nó mặn mà, thì đó cũng là một thử thách. Ủa? Sao mà thấy trên gian bếp của anh Kayo có cái gì vậy ta? Anh định làm gì? Anh hấp bánh bao hả anh? Đúng rồi. Không cần thiết, cái da mình bỏ đi mà, bỏ vô trong bụng. Kayo bỏ thêm gia vị vô trong cái đan giả đó. Cái này có gọi là được trợ giúp không mọi người? Gì vậy ai mới léo nhéo nãy vậy? Con cá nó nói chuyện, anh Quỳnh là ai? Em chấp được khóc rồi. Chị ơi, sợ em quá nó văng ra tùm lum cái bếp rồi. Món ăn mình không ngon đó là viên kim cương không được đổi đâu. Anh Dũng, ừ. Anh ngồi đây, anh khó tính lên cho em. Anh đừng có chia sẻ với ai hết trơn đó nha. Em nghĩ là Kayo nên đổi một viên kim cương lấy em nè. Quan trọng là anh vẫn làm theo ý của anh. Nãy giờ chị gắm nhắc vậy thôi với anh Kayo làm theo đuổi của anh. Làm gì kệ anh à. Em nhờ anh canh hai bạn giùm em nha. Nhưng mà bạn này bạn nói một mình thôi nên là cũng không gắm được. Mà thiên vị. Thêm muối, đường, bột ngọt nhiều lên. Chị ơi. Với lại chị không biết đâu, những số trước có một số người đã xâm lấn cái quyền hạn của người đến chơi. Và tụi em đã báo công an bắt người đó rồi. Nhưng anh Kayo đang không biết giờ phải làm gì tiếp theo đây. Chuẩn bị. Xin mời quy đổi kim cương. Sao người anh Dũng? Anh Dũng. Hơi to hơn một chút. Để bên đây nghe với. Anh ớt xả chú dầu điều để nó lên màu. Rồi cái chai nhỏ như là trên kệ. Rồi một câu rồi. Nên nó kết nối với gia vị với nhau á. Có nghĩa là ngoài tạo màu thì cái dầu điều này cũng kết nối tất cả các gia vị lại rồi với nhau. Rồi nó sẽ sau nó ngấm vào trong thịt cá dễ hơn. Ồ hay quá. Hy vọng là được rồi. Cái này đang ra phải đập nhuyễn nè, mổ bụng con cá và nhồi tất cả vào. Dạ. Xong bọc giấy bạc lại. Anh Kayo bắt đầu ướp rồi. Không ăn thua, nó mất nước và không ăn thua. Anh đã hấp chưa? Rồi, sẽ nhét gia vị vô mình nướng như vậy hay? Ừ, đúng rồi. Ôi ơi, cẩn thận nha. Gia đình chúng ta quá giàu có, quá hiếu khách. Nó đầu tư đến từng nguyên liệu, cho đến từng vật trang trí nhỏ nhất trong căn nhà này. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Đến với Kayo York và Hồng Gấm. Trời quá. Ôi dễ thương quá, cái nước chấm là trái ớt chua. Sáng tạo. Hay quá. Đấy. Khi em nhồi những nguyên liệu vào con cá, lúc nướng cái con cá này, những cái nguyên liệu đó nó sẽ nhập vào. Khi thịt càng nhiều thì mình thấy là nó sẽ càng đa dạng cái vị cá. Kayo cũng đã trang trí cái dĩa với 4 cái góc dùng 2 cái chai ớt. Những cái mái nhà của Huế, mình rất là muốn tôn vinh cái màu sắc, những cái giá trị của món này để mà mình tác động vào 5 cái giác quan của mình. Wow. Thì hy vọng là thông qua những cái gì mình tích lũy sẽ cho ra một con cá vừa ngon vừa thơm vừa ý. Cảm ơn anh Kayo rất là nhiều. Trong lúc ban giám khảo thưởng thức thì hai tụi em sẽ phục vụ âm nhạc. Wow. Yeah. Được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bông dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài.
Lần nào gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng sương là lời. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng sương là lời. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Trời ơi, xuất sắc. Hay quá. Biển ở phía trước kìa, biển ở phía trước đi ra đi ra. Trời ơi, ra tắm biển đi em gái. Lúc nhìn bạn nấu thì thấy bạn khá là vất vả tìm cách để nấu, nhưng mà thành quả thì mình thấy rất là ngon. Trưng bày cũng rất là đẹp sáng tạo. Con cá vẫn còn nguyên, khi cho muối chanh Nha Trang vào trong cái trái ớt này rất là sáng tạo. Cái việc mà nấu con cá còn nguyên đó cũng là một cái hay đúng không anh? Cái vị của cá nó vẫn còn giữ nguyên ở đó. Nó vẫn rất là ngọt, rất là dai. Nhưng mà đặc biệt một cái nha, em thấy em ăn cái món cá này thì em thấy nó không giống cá nướng lắm. Nó giống cá hấp hơn. Tại vì cái vị, cái mùi của xả nó sẽ làm cho mình cảm nhận đó là một món hấp. Nó không có cái độ độ khô của cá nướng. Nó đang còn rất mọng nước. Nếu đây anh nói là một món cá hấp á, thì là một cái món cá hấp xuất sắc luôn á. Đúng là em cũng cảm nhận là nó hơi juicy, nó hơi nhiều nước một chút xíu. Bản thân em á thì em thích cái vị đậm đà cay cay nồng nồng của gia vị của con cá này. Thơm quá. Thơm lắm. Em ngửi được mùi thơm, em đứng đây ngửi được mùi thơm. Bản thân em là người rất thích ăn cá, em thích ăn cá vô cùng. Người ta nói là ăn cá sống lâu á. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm món cá bò hầm nướng của với Nhóc Gia Tùy Tô. Mọi người có thử múa chén bao giờ chưa? Anh là người chuyên múa chén á. Cái kia nó có hiện tượng không lên á. Chỉ là hơi rung tay. Hơi rung tay là do là vì là lâu rồi á. Nhưng nghe cái tiếng lục lạc trong game hiện tại. Thông báo cho tất cả thành viên của gia đình, sắp tới sẽ có một bạn chuyên nữa. Xin mời nghe. Chị sẽ không lo lắng bởi vì có cây ở gió, cây rất là mạnh mẽ. Cái này là bột ớt. Đây là bí mật của Mika, có thể đi xem có được không? Trời ơi, kêu giấu nghề mà bước qua nhà người ta coi. 1 triệu rồi đó, chưa tính nguyên liệu. Mình phải kiếm tiền để mà mình bù đắp lại cho cái món ăn này. Cây yo, cho nên cây yo chú ý nha. Mika cần kiếm tiền để sinh con. Người bạo lực. Cũng tùy, thôi. Mika. Mẹ và bé. Cùng đón xem Nhóc Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.